tiểu sử đồng chí Đỗ Đức Duy, Bộ trưởng Bộ Tài nguyên và Môi trường. Tóm tắt tiểu sử đồng chí Đỗ Đức Duy, Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Bộ trưởng Bộ Tài nguyên và Môi trường. Họ và tên: Đỗ Đức Duy. Ngày sinh: ngày 20 tháng 5 năm 1970. Ngày vào Đảng: ngày 25 tháng 5 năm 1999. Quê quán: xã Thụy Văn, huyện Thái Thụy, tỉnh Thái Bình. Dân tộc: Kinh. Chức vụ: Ủy viên Trung ương Đảng khóa 13, Bí thư Tỉnh ủy Yên Bái, Trưởng đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh Yên Bái, đại biểu Quốc hội khóa 15. Trình độ lý luận chính trị cao cấp, trình độ chuyên môn thạc sĩ xây dựng. Tóm tắt quá trình công tác của đồng chí Đỗ Đức Duy: tháng 7 năm 1994 đến tháng 1 năm 1996, đồng chí Đỗ Đức Duy là kỹ sư thiết kế kết cấu công trình, Công ty Kiến trúc HAI, Trường Đại học Kiến trúc Hà Nội. Tháng 2 năm 1996 đến tháng 3 năm 2002, đồng chí Đỗ Đức Duy là giảng viên khoa xây dựng, Trường Đại học Kiến trúc Hà Nội, Phó Bí thư 1998, Bí thư 2000, Chi đoàn giáo viên khoa xây dựng, Bí thư chi bộ sinh viên khoa xây dựng đô thị tháng 12 năm 2001 đến tháng 7 năm 2002. Tháng 4 năm 2002 đến tháng 7 năm 2002, đồng chí Đỗ Đức Duy công tác biệt phái tại vụ tổ chức cán bộ, Bộ Xây dựng. Tháng 7 năm 2002 đến tháng 2 năm 2008, đồng chí Đỗ Đức Duy là chuyên viên vụ tổ chức cán bộ, Bộ Xây dựng. Tháng 3 năm 2008 đến tháng 5 năm 2010, đồng chí Đỗ Đức Duy là Phó vụ trưởng vụ tổ chức cán bộ, Bộ Xây dựng, Chỉ ủy viên chi bộ vụ tổ chức cán bộ nhiệm kỳ 2009-2010. Tháng 6 năm 2010 đến tháng 10 năm 2012, đồng chí Đỗ Đức Duy là Phó vụ trưởng vụ tổ chức cán bộ, Bộ Xây dựng, Chỉ ủy viên, Chủ tịch Công đoàn vụ tổ chức cán bộ nhiệm kỳ 2010-2012, Bí thư chi bộ vụ tổ chức cán bộ nhiệm kỳ 2012-2015. Tháng 11 năm 2012 đến tháng 7 năm 2015, đồng chí Đỗ Đức Duy là Chánh Văn phòng Bộ Xây dựng, Ủy viên Ban Chấp hành Đảng bộ Văn phòng nhiệm kỳ 2010-2015, Bí thư Đảng bộ Văn phòng nhiệm kỳ 2015-2020, Ủy viên Ban Chấp hành, Ủy viên Ban Thường vụ Đảng ủy Bộ Xây dựng nhiệm kỳ 2010-2015. Tháng 8 năm 2015 đến tháng 1 năm 2017, đồng chí Đỗ Đức Duy là Ủy viên Ban Cán sự Đảng, Thứ trưởng Bộ Xây dựng, Phó Bí thư Đảng ủy Bộ Xây dựng nhiệm kỳ 2015-2020, 2017-2020. Đồng chí Đỗ Đức Duy giữ chức Phó Bí thư Tỉnh ủy, Bí thư Ban Cán sự Đảng, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh Yên Bái. Tháng 9 năm 2020 đến tháng 1 năm 2021, đồng chí Đỗ Đức Duy giữ chức Bí thư Tỉnh ủy Yên Bái khóa 19, nhiệm kỳ 2020-2025. Tháng 1 năm 2021 này, đồng chí Đỗ Đức Duy là Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa 13, Bí thư Tỉnh ủy Yên Bái khóa 19, nhiệm kỳ 2020-2025. Tháng 7 năm 2021, đồng chí Đỗ Đức Duy là đại biểu Quốc hội khóa 15 và Trưởng đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh Yên Bái, Tổ trưởng Tổ Đảng.